trong trong thể hình nữa, nó chỉ có hai bài tập thôi, bạn chỉ cần tập hai bài này thôi là vú là ok rồi. Thì bây giờ ví dụ như các bạn còn tiền, các bạn thuê BT bạn sai nó được, đúng không? Đó, nhưng mà một ngày nào đó các bạn hết tiền, các bạn vô phòng tập tự tập chết mẹ. Các bạn nhìn là các bạn có công bằng với Duy Nguyễn không? Dám tuyên bố một câu luôn, gamer Việt Nam nợ Duy Nguyễn một lời xin lỗi. Duy Nguyễn là một trong những người rất tự hào, đó là Duy Nguyễn tập tạ rất đẹp. Nó động tác tập tạ của Duy đẹp, nó bạn nhẹ nhàng khoan thai, không có tập mà nhăn nhó như chết cha chết mẹ. Nó thể hiện được một sự ý thức cao trong phòng gym nha. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Chào bạn đến với chương trình Vlog thực hành nha. Tâm sự với các bạn, là một người giám đốc như mình á, công việc rất là bận rộn, nhiều khi tập gym không có được như các bạn đâu. Nó cố gắng dữ lắm luôn á, thì á một ngày tập được 2 tiếng đó là thật sự á, cố gắng lắm chứ nó áp lực cực kỳ mấy bạn. Bởi nhiều khi á, có những cái nỗi đau đó các bạn đâu có hiểu đâu. Các bạn thấy ở Duy Nguyễn nhiều tiền này nọ, ở Duy Nguyễn chém gió đồ, Duy Nguyễn đam trổ tre đồ. Đó, các bạn nghĩ là sướng, không có sướng đâu. Đằng sau là nỗ lực tuyệt vời trong phòng gym. Nên nhiều khi á, tâm sự với các bạn luôn. Nhiều khi nói chuyện với mấy thằng sóc chó đó, tôi nói đó, nó tối ngày nó gym là đam mê, cái nó ngồi đó cà khịa, xong ăn mì tôm thấy mẹ luôn. Cái mình hỏi nó, ê bạn, gym là đam mê, bạn hy sinh được nhiêu cho game rồi, bạn nói nghe đúng rồi vậy hả? Chẳng qua đâu bạn rảnh quá, bằng thất nghiệp không có chuyện gì làm mà đi tập game thôi, bận cho bạn cà khịa với mình nữa. Mình tâm sự với bạn luôn đó, game chính là đời. Tôi đã đánh đổi tất cả, bỏ hết tất cả để đến với game đó. Làm công việc gì bận rộn cỡ nào cũng game. Tập tạ nhiều khi mẹ xui xui do túng cái phòng cùi bắp đứt cáp lỗ đầu máu chảy ròng ròng vẫn tập game, đúng không? Đã bao nhiêu năm trời rồi, bao nhiêu cái mùa xuân rồi, bao nhiêu cái ngày mùng 1 Tết rồi vẫn tập gym. Đó, các bạn có làm được cái chuyện đó hay chưa? Đúng không? Một thằng giám đốc bận trăm công nghìn việc, nó ngồi nó điều hành, nó quản lý bao nhiêu team, nó vẫn tập gym và nó vẫn quay video cho các bạn để rồi các bạn ném đá nó. Đúng không? Các bạn nhìn là các bạn có công bằng với Duy Nguyễn không? Dám tuyên bố một câu luôn, gamer Việt Nam nợ Duy Nguyễn một lời xin lỗi. Nó thật ra nó thẳng luôn. Không có ai mà bỏ nhiều tiền á mà đầu tư media vô, hai thằng quay phim, một thằng support, hai thằng dựng trên kia để làm những video free cho các bạn xem để rồi các bạn ném đá. Và bây giờ đây đang là buổi trưa văn phòng ngày thứ 3 đó, biết bao nhiêu trăm công nghìn việc, điện thoại nó rung ten 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 nãy giờ kìa. Nhớ nha, coi video không có ném đá nha. Chưa có thằng giám đốc nào mà nó cầm trong tay một cái lượng tiền khổng lồ mà nó sống giản dị như các bạn. Wow. Và để các bạn nhờn mặt với nó, nhất là mấy thằng phản động, bực mình tập gym mà dính phản động nữa, nó bức xúc quá bạn. Nghĩ mệt chút. Thôi nhẹ giọng lại nha. Rồi, thế giới này nó phát triển là nhờ những thằng làm biến, đúng không? Nhờ những thằng làm biến, những thằng làm biến nó luôn suy nghĩ ra cái cách nào đó để nó phát minh ra cái này cái kia để cho thế giới phát triển. Và trong gym cũng vậy đó. Bây giờ Duy Nguyễn bận quá rồi, Duy Nguyễn cũng làm biến luôn nữa, tập không có như hồi xưa. Hồi xưa bào sức trâu ra tập, còn bây giờ tập bằng não đó, tập để cho nó vô tiền mấy bạn. Wow. Với tập những cái gì mà nó quan trọng nhất là gì? Phục vụ cho triết lý gym dành cho cuộc sống, đúng không? Các bạn sẽ nghĩ rằng thằng Duy Nguyễn ngồi đây chém gió và thằng Duy Nguyễn ngồi đây nói nhảm, đó là suy nghĩ của các bạn. Và bây giờ tôi làm theo cái suy nghĩ của tôi, tự hào chưa? Vú vú vú. Đúng vậy, ngon rồi. Đó, da dẻ đẹp trai, hồng hào. Quan trọng là ngực có đều. Tại vì video này up lên YouTube không dám cởi đồ. Dạo này YouTube nó khó lắm bạn. Nhất là mấy thằng anti-fan đó, nó hay nó report vô lip set chuyên gia luôn. Không, nó canh áo nào mình mặc đồ mà hở vú nó report. Nên không có xô vú được trong cú này. Đó, nhưng mà bây giờ chia sẻ cho các bạn. Trong thể hình nữa, nó chỉ có hai bài tập thôi, bạn chỉ cần tập hai bài này thôi là vú là ok rồi. Wow. Không cần phải nhiều, đương nhiên mình biết nhiều là tốt, nhưng khi mình sử dụng trong từng cái hoàn cảnh cụ thể
mình nên tập cái gì cho nó ok. Đó, nguyên tắc của Duy là dumbbell quan trọng hơn barbell. À, tại sao? Tại vì dumbbell nó thể hiện cái chất chơi nhiều hơn, dumbbell nó thể hiện cái độ khó nhiều hơn, và dumbbell là một cái gì đó chúng ta phải trải nghiệm để chúng ta le lói với đời. À, và ngày hôm nay Duy 34 tuổi, sáng chưa ăn sáng đói bụng thấy mẹ luôn, giải quyết đóng công chuyện mới sạc tụi nó đóng 3 phòng luôn, phòng marketing nè, phòng kế toán nè, phòng sale nè. Đó, nên tâm trạng cũng được tốt lắm, nên quay video này nhiều khi có sốc sốc cái nào đó thông cảm giùm anh nha. Thôi bây giờ là Duy sẽ demo cho các bạn, chia sẻ các bạn tập 2 bài với 2 cách tập, đúng không? Tại vì đời mà lên voi xuống chó bất thường mấy bạn, giống như con tự nhiên tháng kia vô mấy vài chục tỷ, con tháng nọ nó cũng bay mẹ nó vài chục tỷ luôn, đời mà khó nói lắm. Thì bây giờ ví dụ như các bạn còn tiền, các bạn thuê BT bạn sai nó được, đúng không? Đó, nhưng mà một ngày nào đó các bạn hết tiền, các bạn vô phòng tập tự tập chết mẹ. Vậy thì trong hoàn cảnh nào tôi cũng phải tập được, tôi thuê BT vẫn tập được, mà tôi tự tập chết mẹ tôi cũng giờ tập được. Vậy thì chúng ta áp dụng như thế nào vào cái bài đẩy ngực quyền thoại, đẩy ngực theo phong cách của Duy Nguyễn? Duy Nguyễn là một trong những người rất tự hào, đó là Duy Nguyễn tập tạ rất đẹp. Nó động tác tập tạ của Duy đẹp đó bạn, nhẹ nhàng khoan thai. Wow, không có tập mà nhăn nhó như chết cha chết mẹ, đúng không? Phiêu linh cảm giác là có, nhưng mà tập tạ là nó nhẹ nhàng, nó khoan thai, nó thể hiện được một sự ý thức cao trong phòng gym nha. Rồi bây giờ giả sử tình huống 1, thuê BT cu vô là tạ cho anh cu. Đó, BT để xây bạc thay men, mà thằng này ở nhà làm nghề BT thiệt nha. Đó, cái này có BT support là ok rồi, nhưng mà bây giờ anh dày mấy em, BT support là nó lên cho mình thôi, chứ nó không cần nó đỡ. Nó không cần nó đỡ, các bạn kêu nó đỡ cũng được, tùy thích thôi à. Nhưng mà bây giờ Duy quay video này trong cái hoàn cảnh tự nhiên không cần nó đỡ mà. Nhiều đây, giới thiệu, trân trọng giới thiệu với đồng chí, một cục 40kg, bảo đảm giang hồ chơi được cái mức này đếm trên đầu ngón tay. Không tin làm thử đi mấy em, đúng, anh cũng khuyên mấy em dám trải nghiệm luôn á. Làm thử đi, 40kg, lên nha. Mà nói nãy giờ mệt lắm mày. Ê, pha súp rồi phải không? Mà cái này phải có súp BBT mới chịu nổi nha. Má không tụt đường chết bà luôn nè. Tinh thần cũng quan trọng. Cái đây không phải là video hướng dẫn tập luyện, Duy đã hướng dẫn các bạn tập này rất là lâu rồi, 3-4 năm về trước. Và bây giờ chúng ta trải nghiệm nè, chứng minh rằng sức không bị mất theo thời gian. Gym phục vụ cuộc sống là mãi trường tồn. Cho dù bạn sống như thế nào, bạn ăn như thế nào, nhưng mà cái ngạo khí trong phòng gym nó vẫn là ngút ngàn nha các bạn. Ký thôi mà, có gì là phải sáng. Bây giờ tụi em giả bộ thách anh đi, anh lên 45kg luôn, chơi không? Không được gì được cái láo thôi, có thách không? Sẽ không được đâu. Ai nói thách kìa, lên 45kg cho anh luôn nghe. Thằng quay phim láo, dám thách anh hả? Mày chết mày nè con. Ồ, anh để được thách em lấy lương nha, nha. Ngon. Nhiều khi các bạn giới thiệu bạn luôn. Nói chung là có mấy thằng nó ăn welfare tới hình á. Lúc mà nó có BT nó ho ghê lắm. Tới hồi mà nó hết tiền nó thuê BT rồi nó tập vô BD vậy đó mấy em. Cái đó là không nên nha. Chúng ta sống chúng ta phải khiêm nhường. Còn bây giờ cái hoàn cảnh này Duy sẽ thực hành cho các bạn thấy là một bên là 45kg nha, mà tự solo từ A tới Z. Cái kỹ thuật solo nó rất là quan trọng các bạn. Nó rất là quan trọng, đòi hỏi bạn có phải có lưng khỏe. Đó, mà bạn phải có được một cái body nó khỏe toàn diện các nhóm cơ nữa. Mà muốn làm được chuyện đó đó thì có 2 cách. Một ở gần tới BBT đóng tiền tập. Còn 2 á, ở xa đó thì lên mạng coi Duy Nguyễn Kim Phổ uống súp BBT ok nha. Tại vì Duy Nguyễn hướng tới một cái gì các bạn? Hướng tới một sự toàn diện. Tánh Duy Nguyễn tham lắm. Cuộc đời này cái gì phải toàn diện hết á. Trong đó có thể hình. Bây giờ nó thật sự với bạn để lên được cái mức này bạn kiếm hiếm lắm. Hiếm cực kỳ luôn á. Nó đẩy được cái mức này thì cái mẹ cha con nó mặt nó nhăn ớt. Không phải giỡn đâu. Tại sức mạnh nó là sức mạnh ảo, đúng không? Sức mạnh ảo, sức mạnh người ta dâng tới mỏ đạp thôi. Chứ còn cái sức mạnh mà từ A tới Z để đều ba đi, hiếm lắm. Cái tập nói nhiều nó tay tay quá. Ê, cái thằng này nó lên sai rồi nè, vậy không lên được. Mà tập gì hơi chém gió nha các bạn.
Nhiều khi nói chứ lên được đừng cười nha. Lâu quá không chơi này. Thiệt lâu lắm mọi người đó. Giám đốc mà tập tạ sai nhân viên nó lên tạ không. Không có chơi với cái này. Nè, nhìn nha. Nhìn nha. Nè, thấy chưa? Thấy chưa? Deadlift. Nè, chu đích ra lên để vô. Nặng lắm. Thấy không? Dứt vô. Cái này cũng dứt vô, ngồi xuống. Nè. Ha cú đây thôi là gắt rồi đó. Tập trung không giỡn nha mẹ. Má không giỡn sinh mạng mà được. Nó fail rồi, nó fail chết luôn á. Bay bay đi. Bay 50 thoải mái. Chị Nguyễn già có khỏe không? Hả? Mấy em test như anh đi mấy em. Tạ là niềm vui mà, đam mê mà. Vô. Ủa mà giờ xuống sao ta? Cái mày xuống sao ta? Nè. Hi. Một tay thôi. Đó. Thường nó mới chỉ nha. Ê, đăng ký bản quyền nha. Chiêu này thằng nào học là phải tát Chị Nguyễn vô. Cái này hai tay. Đó. Đổi ghế cho anh chơi ngược ngang đi em. Khỏe không? Nói chuyện có đứt hơi không? Cái mặt có ăn ớt không? Hả? Tập không nổi đừng ham tập nặng mấy bố. Trời tạ đùng đùng vô nhân quá. Cái chỗ này đó mấy em là cái kỹ thuật tập nha. Không phải là Duy Nguyễn tự nhiên mà tập trên rồi xong rồi ngang đâu nha. Mà Duy Nguyễn tập thì mỗi cái là 2 set thôi. Nó đủ rồi, giờ chơi theo trường phái làm biến mà. Đúng không? Tập chi nhiều mệt. Tập nghèo là ngu. Đúng không? Mình tập cho nó khỏe thôi. Mình vô phòng gym mình tiết kiệm thời gian thôi. Mình tập nhanh đi. Đó, xong rồi mình về nhà mình kiếm tiền. Vậy nó mới được. Nghe khuyên mấy em thật sự luôn á. Khi nào các em chọn gym là nghề thì anh sẽ tư vấn cái kiểu khác. Còn các em chọn gym là đam mê, bỏ đi. Các em chọn gym phục vụ cuộc sống theo anh. Đó. Trường phái vượt của Duy Nguyễn là trên là giữa nha. Nhớ vậy đi. Mà chơi dumbbell thôi. Chơi dumbbell là nó dày luôn cái cặn ngực trong á. Khích vậy nè, nó đã lắm. Còn chơi barbell không ăn thua. Barbell chẳng quá à. Chơi chơi thôi chứ tác dụng á chắc bằng được chừng 1/3 dumbbell à. Đó là lý do mà mình thấy ông THOR đầu tư dạng dumbbell cực khủng. Mà barbell thường thôi, hai máy barbell đủ rồi. Lên cô. Tao thuê mày 600.000 một giờ mà vô mày ngồi mày nhìn vậy đó hả? Ở trong này mày có đủ việc những giờ. Ủa gọi quên, tao không gia hạn hợp đồng mày giờ. Hả? À. Nói chung á các bạn tập mà như Duy rồi không cần dạy á thì mướn mấy BT Oxin thôi. Đúng không? BT Oxin giờ 300 hay 400 gì đó. Mướn nó vậy đó. Còn không bằng đi vô bằng điêu với thằng chủ. Bảo nó giờ tao mướn BT tao cần nó trâu bò thôi. Tao không cần nó đẹp trai mà tao cũng cần nó giỏi nữa. Chắc giá đó 50. Thiệt chứ bộ. Trời đất ơi mày cười con khỉ gì mẹ nó. Bây giờ người ta nói mày nè, sống á cái đầu nó mới giàu. Cục cơ là nó ngu, đương nhiên lao động cơ bắp thì nó phải đẻ rồi mày cười cái gì. Nó mướn mày là hên rồi đó. Không mà dọn tạ luôn tháng 5 triệu mày. Đó xào xào. Tật bực mình với em. Mình đang quay video, mình thể hiện cái nhiệt huyết đam mê game đồ. Mấy thằng khốn nạn nhân viên nó ngồi nó cười đẻo đâm sau lưng. Các bạn sao đuổi nó luôn đó chứ. Vô. Nè cái này nhẹ nè, nhẹ nhưng mà phải chắc nha, hai tay nè. Ngã ra. Ngã ra. Nè, xong rồi lên nè. Ủa mày chơi 45 luôn ác đó mày. Đậu xanh ngao má nữa. Chết mẹ rồi. Tên nằm trên cung rồi giờ sao. Tê tài quá. Quen rồi mấy bạn ơi. 7-8 cái nghỉ. Má giờ là biến con cái chính dạ mày. Tập gym là thói quen. Vui vẻ thoải mái thôi. Để ngang xuống một chút anh biểu diễn solo nha em. Em để như vậy cho đâu được. Để ngang vô. Ê mấy bạn thấy da tao đẹp không? Má da này. Đi vô massage cởi đồ ra một cái mấy em nói thôi anh mặc vô đi. Thôi sao dạ. Em nhìn em mẫn cảm quá.
Da cũng đẹp hơn em mà body cũng đẹp hơn em nữa. Ba dòng gắt hơn em nữa, em ăn cái gì bây giờ anh? Nhiều khi cũng thấy ngại ngại. Nhưng mà biết sao giờ, tại vì nói về sức khỏe, nói về nhan sắc thì chúng ta cần phải chăm lo cho nhan sắc chúng ta ok, đúng không? Suốt cuộc đời không rượu bia thuốc lá, đó da nó mới đẹp, đúng không? Ăn uống này nọ xúc xiết phải đều điều hòa, đúng không? Không có uống nhuyễn. Có mấy thằng nó uống protein không à, nó không uống mấy cái đồ lọc, đâm ra mặt mụn không, đúng không? Mà tập gym đẹp cho mấy cái mặt mụn là thấy thua rồi, là thấy thua rồi thằng kia đó. Không, bây giờ bạn nhìn thấy mấy anh showbiz đâu, cái tướng như nháy bán được cái mặt không à. Wow. Mà trời đất ơi, nó làm MV nè, MV đấy một đêm thôi 20 mấy triệu view, gắt lắm. Nên thôi đầu tư cho sắc đẹp cho nó đúng cách nha mấy em. Rồi bây giờ là solo. Wow. Tất nhiên bài này dễ tập bài nãy rồi, nói làm gì nữa, đúng không? Đáng lẽ là cái video này không cần quay, tại vì hồi nãy ngực trên đó mà Di pha một cái cũng nhẹ nhàng, thì ngực ngang là cái chuyện đơn giản hơn, đúng không? Ngực trên nó sẽ yếu ngực ngang chắc chắn. Thứ nhất xét về vị trí ghế nó chóng mặt, thứ hai là xét về cái độ lớn của cơ nó không bằng, thấy không? Nói chung ở đây là cái gì đang chia sẻ với các bạn là cái gì? Ngọn lửa. Bạn tập gym mà phải có lửa, bạn phải biết cách, bạn phải tập một cái phòng đẳng cấp nó mới có đủ đồ chơi để bạn chơi. Cái ghế này yếu một cái bạn tập nó, bạn tưởng tượng rồi đang nằm gãy cái lắc cái rồi xong game nha. Và cái điều căn bản nhất á là mình không có ăn welfare phòng gym, đúng không? Thằng nào nó ngu á nó cho mình welfare thì mình bụp, chứ mình không có đi xin. Đi xin nó nhọc lắm, đúng không? Giống như tập gym, ê cô đỡ cho tao cái thôi phiền người ta lắm em, nó thật. Nhiều khi nó nói chung là mình nhờ người ta giúp thôi, mình phiền người ta. Người ta đang tập, người ta chửi mẹ đờ mà mày tập tập yếu mẹ ham cái gió. Nó giúp mình mà nó chửi mình, nó hiểu không? Nó nói chung là hoàn cảnh tập gym á thì thôi hạn chế ăn welfare mấy bạn. Thà mình cầm tiền mình thuê BT mình sai sao cũng được hết á. Đó, mình bực dọc lên mình xả đầu nó cũng được nữa. Còn nhờ người ta mà các bạn chặt khổ lắm. Nhiều khi đi ra ngoài nó kể mình la hết, phiền lắm em. Nói ổng là thằng Duy Nguyễn tập yếu chết mẹ luôn. Ổng có nhờ hai cu ly kế bên đẩy bà hết nửa ký tạ rồi. Trẻ trâu xét. Quá trẻ trâu chuyên gia đó vậy đó. Xong rồi thằng này tập to như trái ớt nữa đó, trẻ trâu. Quên, nói nhiều quá nó khát nước mấy em. Mình cần phải uống một cái thực phẩm bổ sung intra workout. Hàng bí mật Duy Nguyễn nha. Muốn biết liên hệ sale. Cũng là cái à này mà ăn chửi nhiều lắm mấy bạn. Mấy thằng Thánh bọc đầu vô nó chửi cái à của Duy Nguyễn đúng rồi luôn á. Má thiệt, có cuộc đời Duy Nguyễn tập gym mà chửi nhiều nhất là mấy Thánh bọc đầu chứ mấy Thánh bị lóc á. Hai Thánh đó. Lóc Facebook lên YouTube nó chửi. Lóc YouTube vô Bigo nó chửi. Đi đâu cũng gặp hết á. Mà nó chửi nó nghèo hoài à. Dở mừng thôi chứ Duy solo được 55kg chuyện nhỏ, 60kg đỡ hai ngón. Cái đó nói thiệt. Nói về sức lực của mình. Má gì khỏe lắm. Bởi vậy Bồ nãy banh hàng hết. Bởi vậy thay bồ thay áo. Má hỏi Duy ơi, Nguyễn ơi, bồ Duy ai vậy? Tao không biết ai. Giờ tụi xin yêu cầu chứ biết sao vậy. Đời mà ai đưa mình đẩy định mệnh khó tránh. Nào cái thế này quen không? Sumo deadlift nè. Đó. Nè, hai chân nha. Để vô tạm. Rồi ngồi xuống. Wow, cà phê mạnh dữ. Chỉnh ghế. Hai tay khép nách vô. Ngồi thở. Chuẩn bị. Một phút mặc niệm bắt đầu. Yếm khí hai lần đó. Sống đậm Nam Thiên, vũ qua Bắc Hải. Ghê chưa? Đó. Nói tóm lại, phun răng hay nói chuyện. Nhấp nhấp khó bàn lắm mấy bạn. Xuống. Nè, nè nhìn nha, một tay ngã nó xuống. Wow, cà phê mạnh dữ. Tay này, hai tay. Tập dậy chỗ phòng nào cũng thích. Còn mấy thằng láo láo yếu chọi đùng đùng đi ông ghét. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì?
đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.